Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Động trời, phó của Võ Văn Thưởng dùng chung vợ với quan chức báo Nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam dùng lãnh tụ của họ để giao giảng đạo đức, rồi họ bắt đảng viên học tập và làm theo đạo đức của lãnh tụ. Tuy nhiên, việc quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam lăng nhăng rồi có con bí mật có lẽ không ít. Ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam có những quan chức có lai lịch không rõ ràng nhưng tiến thần rất nhanh và tiến rất cao. Mà ai cũng biết chế độ này người ta xét lý lịch rất cẩn thận. Chính vì thế mà người dân đã đoán rằng những vị quan chức có lý lịch bất minh là con rơi của các quan chức lớn thế hệ trước. Chuyện đấu đá, giành ghế, dâng vợ, tìm cơ hội leo cao ắt hẳn cũng xảy ra với chế độ Cộng sản. Bởi vì chế độ này nó dung dưỡng con người lãnh đạo sống không thua gì các ông vua thời phong kiến trước đây. Mà thời phong kiến thì không có bộ máy tuyên truyền như chính quyền này. Vì thế quan chức thời Cộng sản xưa cũng như thời nay có thể họ còn trác táng hơn cả vua chúa thời phong kiến. Bởi đơn giản họ ỷ lại vào bộ máy tuyên truyền và công an quân đội bảo vệ họ. Vào ngày 14 tháng 5 trên tờ báo Soha có bài viết kỷ luật khiển trách phó ban tuyên giáo trung ương Bùi Trường Giang. Theo đó bài báo cho biết ông Bùi Trường Giang, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Đây là hình ảnh ông Bùi Trường Giang bị kỷ luật. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 năm 2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 3. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì cuộc họp này. Tại kỳ họp này, sau khi xem xét, báo cáo kết quả giải quyết tố cáo và đề nghị thi hành kỷ luật, xét về nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Bùi Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Giang bị kỷ luật do đã vi phạm vào quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức và lối sống. Bùi Trường Giang vốn là thuộc hạ, tin cẩn của ông Võ Văn Thưởng. Vào ngày 11 tháng 6, ông Bùi Trường Giang bất ngờ được ông Võ Văn Thưởng trao quyết định điều chuyển về làm phó ban tuyên giáo. Quyết định này của Ban Bí Thư nhưng người đề xuất với Ban Bí Thư không ai khác chính là ông Võ Văn Thưởng. Trước đó, ông Bùi Trường Giang, phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước. Khi được Võ Văn Thưởng chào chức mới, ông Bùi Trường Giang hứa sẽ luôn nỗ lực, cố gắng cùng tập thể lãnh đạo ban tuyên giáo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ông Giang đã hứa như thế, nhưng bây giờ ông lại bị kỷ luật vì dính dáng đến chuyện tình ái trong đảng. Mà đặc biệt hơn là ông Giang lại liên quan đến một quan chức của tờ báo Nhân dân, vốn là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngành tuyên giáo là ngành chuyên giảng đạo, tuy nhiên các hành động của họ thì rất là vô đạo đức. Truyền hình và các loại báo chí khác cũng thuộc sự chỉ đạo của ban tuyên giáo. Họ có thói quen chụp mũ vu khống những tờ báo ngoài hệ thống báo chí nhà nước. Cụ thể là trước đây VTV1 và VTV4 đã từng chụp mũ vu cáo tờ Thời báo .d là nói xấu lãnh đạo. Tuy nhiên Thời báo .d đã làm phóng sự phản biện lại những lời vu cáo của họ. Và ngành tuyên giáo vốn là ngành chuyên dùng gian trá để mị dân. Chính vì thế, những con người làm trong ngành này khó mà có đạo đức cho được. Cộng thêm hình thức học tập và làm thêm đạo đức Hồ Chí Minh, người dân chỉ thấy rằng đạo đức của quan chức ngày càng tha hóa. Tuyên giáo là lĩnh vực chuyên nặn ra tin tốt cho chế độ, giấu đi những tin xấu. Việc một quan chức của ngành này dính đến tiêu cực, ắt là do đấu đá nội bộ mà lộ ra. Việc dâng vợ cho sếp để được tiến thân, một trong các kế sách để quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến lên. Chuyện lộ bí mật này có thể là một phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Và trong Đảng chắc chắn còn rất nhiều phần tối chưa ai biết. Đây là hình ảnh ông Bùi Trường Giang làm phó cho ông Võ Văn Thưởng từ năm 2018. Bùi Trường Giang giờ vẫn còn làm phó ban tuyên giáo là cấp phó cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Tuy nhiên, ông Giang là người của Võ Văn Thưởng, chứ không phải là người của ông Võ Trọng Nghĩa. Người của sếp cũ giờ làm việc cho sếp mới không biết có hợp nhau hay không.
nếu hợp thì đã không xảy ra vụ tai tiếng như vậy. Và câu hỏi đặt ra là Bùi Trường Giang là ai? Ông Bùi Trường Giang sinh năm 1975 tại Hà Nội. Ông từng là học chuyên Anh tại Trung học Amsterdam. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông Giang thi Đại học Ngoại thương Hà Nội khóa 1992-1997 và ra trường, ông Giang về đầu quân cho Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, tổ chức trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Vào năm 2002, Bùi Trường Giang học thạc sĩ trường quản lý và chính sách công tại Hàn Quốc. Đây là suất du học của các hạt giống đỏ. Khi du học về, Giang được bổ nhiệm làm phó giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Chiến lược Quốc tế CISS của Viện Kinh tế và Chính trị Kinh Thế giới thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Không biết do xuất sắc thật hay do chạy trọt, mà ông Bùi Trường Giang đã lọt vào top 10 gương mặt tiêu biểu Việt Nam năm 2009. Sau đó, ông Giang leo lên chức Phó Viện trưởng Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Vào năm 2012, Bùi Trường Giang được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Chủ tịch nước và là người phát ngôn cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Bắt đầu từ đây, ông Bùi Trường Giang tìm được sự giúp đỡ của thế lực miền Nam. Cũng nhờ Trương Tấn Sang mà Võ Văn Thưởng mới biết được Bùi Trường Giang và đưa ông Giang về sau một thời gian làm người thân cận của ông Trương Tấn Sang. Tới tháng 6 năm 2018, Bùi Trường Giang được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, được quy hoạch cấp chiến lược và học lớp cán bộ nguồn cao cấp, là một cán bộ được đánh giá là mẫn cán và có đạo đức tốt. Vào năm 2020, ông Bùi Trường Giang là một Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan khóa 4 và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tuyên giáo Trung ương khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là hình ảnh ông Bùi Trường Giang làm chính trị trong Đảng Cộng sản Việt Nam, nó đầy cạm bẫy. Có thể người ta dâng vợ, nhưng cũng có thể chính điều đó là một cái bẫy giả cho ông, và sau khi hành sự thì ông ta bị tố cáo. Với nền giáo dục xã hội chủ nghĩa cộng với chế độ ưu đãi cho hạt giống đỏ, nên rất nhiều thế hệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam rất thiếu đạo đức. Chuyện gái vú được xem là phần không thể thiếu trong các hợp đồng làm ăn lớn của các quan chức chính phủ. Quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam tham nhũng rất nhiều tiền, mà đồng tiền không phải bởi mồ hôi nước mắt nên họ rất phung phí. Họ thỏa mãn cái tà tâm của họ vì tiền. Và rõ ràng qua vụ việc này thì lộ diện kẻ dâng vợ cho Bùi Trường Giang. Trước đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đấu đá nội bộ rất khốc liệt. Chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương của Bùi Trường Giang cũng được nhiều đối tượng nhắm đến. Trong lúc đang tranh giành gây cấn, Tiểu ban Nhân sự Đại hội 13 Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng nhận được đơn thư tố cáo về việc Bùi Trường Giang quan hệ bất chính với vợ của nhà báo Ngô Việt Anh, Phó trưởng Ban Điện tử Báo Nhân dân, cựu Tổng biên tập Tạp chí Điện tử Tri thức trực tuyến của Hội xuất bản Việt Nam. Ngay sau đó, trong phiên khai mạc chuẩn bị Đại hội 13, ông Bùi Trường Giang bị tước bỏ tư cách đại biểu dự đại hội và bị loại ra khỏi danh sách đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13, với ghế quy hoạch là Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây là án treo chờ ngày xử lý, vì Trung ương Đảng lúc đó còn đang bận đấu nhau nên họ tạm hoãn lại. Mãi đến ngày 11 tháng 5 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nhóm họp kỳ thứ 3 do ông Trần Cẩm Tú chủ trì. Trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Bùi Trường Giang do vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Đây là hình ảnh ông Ngô Việt Anh. Dư luận xã hội cho rằng mức kỷ luật này của Đảng là dơ cao đánh khẽ, bởi vì chiếu theo các văn bản kỷ luật của Đảng, Bùi Trường Giang, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, chuyên giao giảng đạo đức cách mạng, lại vụng trộm với vợ của chính đồng chí của mình. Hầu hết kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam là như vậy. Quan trọng là họ loại được đối thủ ra khỏi chiếc ghế, còn vấn đề vi phạm đạo đức hay vi phạm pháp luật, họ không quan tâm lắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Động trời, Phó của Võ Văn Thưởng dùng chung vợ với quan chức Báo Nhân dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.